quyết định đặt ở cơ sở mình toàn bộ. Thì thấy đường nét với cả mẫu mã thì đẹp. Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Và ngày hôm nay cơ sở nhà em rất là vinh dự khi được đón anh Tuyên và anh trai của anh Tuyên thì đến nhà em đặt một bộ ở sông Lô, Vĩnh Phúc các bạn nhá. Bên em đặt một bộ ngay Bảo Đỉnh, 14/16, hàng siêu VIP cơ sở nhà em. Thì cơ sở nhà em ngày hôm nay thì xin phép là phỏng vấn anh Tuyên một chút để cho mọi người biết được cái nhìn chân thực nhất về những sản phẩm của hiện tại xưởng em đang làm như thế nào và như thế nào qua con mắt và góc nhìn của anh Tuyên, một khách hàng. Em chào anh Tuyên. Vâng. Anh Tuyên cho em hỏi là anh Tuyên biết đến cái cơ sở nhà em qua cái phương tiện nào? Em thì có tham khảo đến cơ sở mình qua trên YouTube. YouTube. Có xem đi xem lại rất nhiều và cảm thấy cơ sở mình làm những bộ nghề đấy, cảm thấy ưng ý và đẹp. Thì hôm nay em cùng với cả anh trai thì xuống cơ sở để tham quan thực tế và cũng đặt về cho gia đình là một bộ nghe. Nay thì xuống tận nơi đây thì vừa đi thăm bộ nghe tay 14 chân 16 thì hai anh em thì cũng cảm thấy ưng thì quyết định là đặt ở cơ sở mình toàn bộ. Thì thấy đường nét với cả mẫu mã thì đẹp, nói chung là ổn. Vâng, thế anh thấy thợ thuyền với cả cái không gian xưởng nhà em như nào anh chia sẻ? Xưởng mình thì em thấy rất là lớn, là rộng, thợ ở đông, đơn hàng thì thấy đủ nhiều lắm. Vâng, đấy hôm nay thì chắc là các anh đến có lọc hay sao, cũng rất nhiều khách từ sáng giờ để em bán hai bộ ghế rồi. Đấy thì các anh đặt nữa là bộ thứ ba. Đấy thì anh đến thực tế, anh đến không gian xưởng đấy. Thì mọi người vừa xem chia sẻ của anh Tuyên. Đấy là một cái chia sẻ từ cái góc nhìn của khách hàng thực tế các bạn nhá. Và tất cả những sản phẩm và video này em làm đều là video thực tế, chứ không có một cái nào gọi là cắt ghép hay là đóng như những cái cơ sở khác. Các bạn có thể thấy là nhiều người ta mời người quen đến đóng những cơ sở nhé, thì rất thực tế, không có một cái kịch bản, không có cái gì cả, chỉ đơn giản là người thật, việc thật và giá trị thật thôi. Đây, em cảm ơn anh Tuyên. Thì đây em xin qua đây video luôn, thì em hứa với anh Tuyên đấy và anh trai là sẽ làm cho các anh một bộ ghế đúng ước ý, đúng cam kết giữa anh em mình đã làm việc với nhau trên hóa đơn đây, em đã ghi rất rõ ràng đấy. Thì em xong mộc thì em hẹn gặp lại anh một lần nữa để nghiệm thu cái phần mộc, và em hứa là cái sản phẩm lên các bạn nhá, riêng hàng đặt nhà em các bạn lên kiểm tra mà ưng thì mới cần phải ký tên nhận, còn không ưng cơ sở nhà em sẽ sửa he, thậm chí đổi mới để cho các bác lấy một bộ ghế ưng ý để đời thôi các bạn nhá. Đấy, em cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào. Vâng.